Cô anh bị gầy mà bị cái đầu ghế. Cây này với mấy cây dưới kia nó ra trễ bị gầy nè. Em thấy cái cây này là nghĩ cây này lúc trước cũng tốt lắm à. Tốt, trời ơi, lúc trước tốt lắm, lúc mà chưa nước mặn á, tốt dữ lắm. Mà cái này nó bị mới đây hay là sao? Nó bị từ hồi nước mặn, phải không? Nước mặn em chở cái nước cây, nước lọc trên nhà anh á. Dạ. Nước lọc, mua cái máy lọc để mình uống á. Chở xuống tưới. Là lúc đó ai cũng nói chỉ có cái vườn này là ngon thôi. Rồi đổ cái mưa đầu tiên xuống, bắt đầu rụng lá hết. Rồi cái okay, bắt đầu nó ra lá lợi. Ra lá lợi là vậy nó luôn rồi đó. Ra lợi rồi cái... Mới ra hai cây đọt à? Hai cây đọt là nó ngon lại rồi. Bắt đầu anh bón vôi. Hai ký rưỡi gốc nó xuống luôn. Đầu nó sừng luôn vậy đó. Không, nếu mà bị vôi này á, là khả năng còn cứu được. Chứ bị mặn là... Còn nếu mà bị mặn á, thì không khả năng, hên xui thôi chứ phải không khả năng, mà hên xui thôi. Mà đây là bị gì? Sao khúc này không không ghê chứ. Không, này vậy là cái tủa lớn lắm. Chắc nghe ghê là trái nữa. Đây. Trái đó, đúng rồi. Cái đầu bị khô nè, đen ha. Nó bị trái cái đầu rễ nè, em thấy không? Bị này trái này, rễ của anh bị trái hết trơn rồi. Bởi vậy nó cái gì kỳ đời không biết. Giờ anh mới hiểu ra là tại do chứ không có nguyên tắc nào mà sau khi mà nó phục hồi mặn mà nó lại trái như vậy được. Dấu hiệu cháy này là bị rễ. Sao cây mai cũng bị vàng á? Hả? Cây mai á. Mai nó cũng vàng luôn. Trời ơi, cây mai. Mai chắc là ảnh hưởng mặn. Không, cây mai thì nó vàng. Vàng như mặt lá, nó anh thấy cái lá nó có khô. Không. Đó, đó anh đặc điểm đó đó. Còn thằng này nó bị rễ rất là nặng. Cái lá nó khô. Cho nên anh phân biệt như vậy, nghĩa là cái này nó cũng bị mặn nè. Nhưng mà có anh thì nó cái này là anh bị trái ghế cho vôi. Để khắc phục hiện tượng ngô độc phôi, bà con có thể áp dụng các biện pháp sau. Thứ nhất là dùng nước ngọt tưới để xả bớt lượng vôi trong đất trong vòng 2 đến 3 ngày. Sau đó dùng Kahumat của công ty Hóa Nông Hợp Chí hoặc Humid Amin của công ty Hóa Nông Ấn Độ Dương, liều lượng pha 100g, pha cho 200 lít nước để tưới giải độc vôi trong đất. Trường hợp nếu tưới sau 1 đến 2 ngày xuống đất mà lá không tươi trở lại thì ta phải bổ sung nước bằng cách dùng nước mưa để phun qua lá. Khi lá tươi trở lại, ta có thể dùng phân bón lá cơm cát để phun, giúp tăng khả năng chống chịu. Lưu ý, không phun bất kỳ phân bón lá nào khi cây đang héo do thiếu nước sẽ làm cây rối loạn sinh lý và có thể dẫn đến chết. Trong vườn trình diễn này, công ty sử dụng sản phẩm Humid Amin để tưới gốc. Mời bà con cùng theo dõi kết quả khắc phục hiện tượng này. Lá sầu riêng này thấy nó bớt khô rồi em, nó tươi rồi em. Nó bóng bóng. Cái đợt anh vô đầu tiên là cách đây nhiêu ngày anh quên anh ta? 10 ngày không? Đã. Sầu riêng nó hút nước không được, nó khô eo à. Mai nó bóp đợt 10 ngày là bóp nó giòn lắm. Giờ bóp là nó có nước nè. Lá căng. Xanh bóng. Bữa hổm nó bị vàng, nhăn nheo. Thấy nó hồi phục lại rồi nè. Hổm đo cái OC là không chấm mấy gì đúng không? Không không, OC là không chấm mấy, pH là không không. Cái gì? pH... Chấm mấy là pH đó, không không. Sáu chấm. Cái này tưới humid mình cái pH nó ổn định nó lên rồi ha. Đá đẹp luôn. Đợt trước ông tưới cái hàng humid của công ty nào đó anh không nhớ, nhưng mà anh không phải tưới humid mà dạng giống như thằng gót thai vậy.
Với đợt trước ông lấy cái humic vải á, ông dạng vải vải ông tưới mà pH đâu lên đâu. Này ông bơm xịn đau rất đau dữ rồi trời. Tưới mình cái humic mình kết hợp với lại thằng mà vôi còn trên đất ổng á là cái nó ổn định pH lên OC rồi nó là tốt rồi nè. Đi mấy cái kia không? Vườn nào là con vô mình ngộ độc nhiều á, cải tạo tốt chưa? Em để thắng mắt đó chở. Không, đây coi cây cây yếu này coi. Yếu này là nó te tu này. Rồi. Cây gậy, anh nên coi cái lá. Nó này cái đọt này, mà nó có mấy cái đọt mới nè. Mới. Thôi cái đầu giờ để là phục như thế này. Lá nó có giòn nhưng mà giòn ít thôi, đỡ nhiều. Tốt. Ngon ha. Cây thuốc kia thì cây đậu phát triển lên. Lá mướt cực kỳ tiếp. Còn cây gì xì sập này, nó không phục cái này.